Tôi tên là Hannah, tôi từng là một du học sinh Úc và hiện đang làm việc tại đất nước tươi đẹp này. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình. Ai cũng biết con đường đi đến di trú rất gian nan và khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn xung quanh. Tôi đã từng học tại một trường đại học có tiếng tại Melbourne và tốt nghiệp một ngành hiện đang rất hot tại nước Úc, ICT. Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Thực tế để được ở lại ngành của tôi yêu cầu Poitest rất cao, đồng nghĩa với việc thời gian chờ visa của tôi sẽ lâu hơn. Điều này khiến tôi vô cùng đau đầu. Tôi quyết định tìm một người bạn đồng hành. Ở đây tôi được định hướng sẽ apply visa 190 và 189. Và điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Quá trình apply bình thường đòi hỏi tôi phải trải qua 4 bước: EOI, Invitation, Application và cuối cùng là nhận kết quả. Từ EOI tới Invitation thường mất tầm 3-4 tháng để đợi, và sau đó tôi sẽ mất thêm từ 8-11 tháng từ bước Application tới kết quả. Tôi đã có ngay Invitation sau 1 tháng và Grand Visa sau 2 tháng. Và giờ đây tôi có thể vui vẻ cùng chồng tôi tận hưởng những ngày tháng bên nước Úc. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường đi đến di trú.